vỗ tay quý vị rồi à. To lên đi ạ. À. To lên không ạ? À? Xin cảm ơn ạ. À. Và toàn thể đại gia đình chúng ta đang được chứng kiến chú rể Huy Tuấn đang nắm chặt tay cô dâu Thúy Đài. Đôi vợ chồng trẻ của chúng ta đang dần dần tiến lên phía sân khấu để ra mắt tại đại gia đình. Và trên đôi môi của đôi vợ chồng trẻ đó chính là những nụ cười của hạnh phúc, những nụ cười của tình yêu. Vâng ạ, xin mời hai bạn ạ. Vâng ạ, xin mời hai bạn trẻ hãy cùng nhau đứng xin giữa sân khấu ạ. Dạ vâng, chúng ta để quý vị quan khách khách quý thân mến. Đại gia đình của chúng ta được không ạ? Xin được trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, quan khách khách quý thân mến, quả thật đúng là yêu nhau, yêu và được yêu, đó là một món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Để rồi, đôi vợ chồng trẻ Huy Tuấn và Thúy Đài của chúng ta đã trải qua một tình bạn chân chính. Để rồi, đôi vợ chồng trẻ chúng ta đã cùng nhau quyết định đến một tình yêu vĩnh cửu. Để rồi, ngày hôm nay, đôi vợ chồng trẻ của chúng ta đứng trên sân khấu này đây cũng để minh chứng rằng tình yêu của đôi vợ chồng trẻ đã đến rộ nở hoa và để rồi ngày hôm nay gặt hái thành quả, phải không ạ? À? Vâng, kính thưa thể quý vị, quan khách khách quý thân mến, được sự cho phép của hai bên gia đình, được sự cho phép đồng tình của chính quyền địa phương, cũng như sự đồng lòng của toàn thể quý vị quan khách của chúng ta đang ngồi trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị quan khách khách quý thân mến, hôm nay ngày 3 tháng 11 năm 2021, tức ngày 29 tháng Sơn, tỉnh Sơn La, Khánh Du cùng với nhà dạp Diệp Nhung xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Huy Tuấn sánh duyên cùng cô dâu Thúy Đài chính thức được bắt đầu. Và những tràng vỗ tay của quý vị thôi ạ. Hãy dành một tràng pháo tay thật to được không ạ? To đấy quý vị ơi. Đưa xuống nơi cỏ trướng cả tàu phùng bàng áo cắn mà tục má pom nếu qua pò mè pin ỏng ơi xuống khỏi cỏ muôn lại hiện lại pò mè pin ỏng hao phà phà cỏ thấy năm nửa sửa lì bị hồ kiềng áo cắn mấy ỉn mong muôn trông bao giờ trông cười tự tay hơn tao giảo xuống khỏi chân nỉ cỏ hiện lại pò mè pin ỏng hao cỏ nàng ọp bắt lẩu bắt khẩu lẩu khái chế tô muôn số hà sắc cằn cỏ chúc hà nội vui vẻ mà ơi chân nỉ cỏ thân mến. Và ngày giây phút này đây trước mặt của đôi vợ chồng trẻ chúng ta đó chính là bàn tháp ly hạnh phúc, bàn tháp ly của tình yêu. Xin mời chú rể ạ, Huy Tuấn ạ, hãy cầm chai rượu thứ nhất lên trên tay ạ. Chú rể hãy kiểm tra chai rượu thứ nhất ạ, có còn nguyên không ạ chú rể ạ? Có không ạ? Nguyên phải không ạ? Và ngay giây phút này đây xin mời chú rể hãy sóc chai rượu thứ nhất thật mạnh lên đi ạ. Mạnh hơn đi ạ. Vâng ạ, rất là cứ từ từ chú rể ạ. Và ngay giây phút này đây xin mời chú rể hãy dùng ngón tay cái của mình ạ, ngón tay cái đó ạ. Hãy bật chiếc nắp thật mạnh lên đi ạ. Mạnh mẽ đấy đi ạ. Rất là thành công phải không ạ? Một tràng pháo tay cho chú rể chúng ta được không ạ? To đi ạ, xin cảm ơn ạ. Và xin mời ngay giây phút này đây ạ, tay cô dâu đâu ạ? Xin mời ạ. Vâng ạ, cùng chú rể ạ, hãy cùng nhau chung tay rót lên tháp ly tình yêu của bạn đời chúng tôi. Xin mời ạ. Và toàn thể quý vị quan khách của chúng ta đang được chứng kiến đôi vợ chồng trẻ chúng ta, chú rể Huy Tuấn và cô dâu Thúy Đài đang rót những chai rượu hạnh phúc, chai rượu của tình yêu, đang rót những ly rượu để cùng nhau nâng những tình yêu của mình chảy mãi theo thời gian. Và ngay giây phút ở đây toàn thể quý vị chúng ta đang được chứng kiến là những dòng rượu hồng đang chảy hướng về phía cô dâu hay chú rể nhiều hơn. Đó chính là những tình cảm của đôi vợ chồng trẻ chúng ta dành tặng cho nhau phải không ạ? Và ngay giây phút ở đây xin mời chú rể Huy Tuấn ạ, hãy đến với chai rượu thứ hai. Xin mời chú rể ạ. Và chai rượu thứ hai này chú rể ạ, vẫn như cũ ạ. Sao lại chú rể lại lộn ngược xuống ạ? Chú rể cứ thẳng lên ạ. Mạnh lên đi ạ. Ngay giây phút này đây xin mời chú rể hãy khui trên nắp chai rượu champagne thứ hai. Xin mời chú rể ạ. Vâng ạ, vẫn như cũ ạ chú rể ạ. Cứ từ từ thôi ạ. Rồi khoai nó khác nhừ thôi. Xin mời ạ. Và toàn thể đại gia đình chúng ta sẽ đến với chai rượu thứ hai của chú rể ạ. Rất là thành công phải không ạ? Và xin mời cô dâu chú rể cùng nhau chung tay rót lên 6 ly trên bàn tiệc của bạn đời chúng tôi. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Mời chú rể Huy Tuấn và cô dâu Thúy Đài, xin mời hai bạn hãy cùng nâng những ly rượu hạnh phúc, ly rượu của tình yêu lên bậc sinh thành của mình. Xin mời ạ.
chết tới lại bò mẹ bị nòng quáp chết lăng tới lại cái kiên ma bầu cùng ải liêng sơ lán phú phà túm chế na song ải song em chết tới lại bò mẹ bị nòng ơi cỏ nhiều xương vai bà ẩn tàu bò là cánh ngoài là chào sẵn ma nho ẩn tàu mẹ bánh chào sẵn ma nhong cho ni chiếc sò sòng quán tạc đều chiếc sò chúc bùn dươn chúc phà cỏ vĩnh an bàn kiếp nhát chút lầy của hai bay mò lại xong coi biển sầu tóc lắc hành bừng mương sờ tròi coi biển hồi nằm nòi hở lù là hót tắc kỉnh lưng ăn cỏ khóc cánh dù coi lại sò phép tàng nà tàng tà tôi phổ biết máng ni sò tắc hở sóng ải sóng em và xin mời cô dâu chú rể hãy cầm lấy ly rượu của mình ạ. Hãy cùng tiến đến bên bậc sinh thành của mình, hãy cùng chạm ly thứ ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu để dâng lên bậc sinh thành. Xin mời ạ. Và xin mời cô bác đại diện hai bên gia đình chúng ta hãy cùng quay mặt sang nhau để chạm ly rượu với nhau ạ. Xin mời ạ. Và ngay giây phút này đây ạ, xin mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng nhau tiến lên phía trước một bước nhỏ ạ. Xin mời ạ. Nhắn ế hả? Ế thế hả? Cần lào ế hả thế sư thế nào? Khái chén nữa. Vâng ạ, xin được trân trọng khi mời toàn thể đại gia đình chúng ta hãy cùng nhau rót vào ly rượu của mình thật đầy được không ạ? Khái lẩu vâng chào một bất tẩy để lớp bọn mẹ bị nồng nơ. Hù nó có non lẩu một bất tẩy nơ. Vâng ạ, toàn thể quý vị đã sẵn sàng chưa? Dọn tay chưa? Và ngay giây phút này đây, chúng ta đã đến đây rồi. Ngồi quây quần bên bàn tiệc rồi phải không ạ? Chúng ta hãy có một hành động để dành tặng riêng cho chú rể Huy Tuấn, cô dâu Thúy Đài cùng thân sinh phụ. Và bạn bè của chú rể đã sẵn sàng chưa? Toàn thể đại gia đình đã sẵn sàng chưa? Và chúng ta...